Hello, xin chào tất cả anh em nha. Nay ngày chủ nhật thì mình cũng có một vài món đồ của Dream 125, hàng tháo xe. Thì này mình tháo ra sẵn rồi. Đây, đây bộ nồi 2021. Bộ nồi này chuông nó có sờn tí ha. Có đi rồi mà. Bộ nồi này giá 3 triệu nha anh em. Còn như mấy bộ mà nó chuông mà chưa sờn luôn á thì khoảng 3 triệu 3. Nào đâu tiền nào của đó à. Nãy sờn nhẹ là gờ tay có cảm giác. Bố dày đẹp zin. Đây bộ qua lăng bông lửa, thường thường thì mình bán khoảng 900 bộ. Do cái này cũng 2021 nha. Do cặp này nó đi nhớt không kỹ nên nó màu nó hơi tối. Mình bán 700. Có luôn mấy ốc này cho anh em. Đó, chọn bộ nó là như vậy. Lắp vô cho phu chờ neo xăng cơ á, GT đồ đó, những neo kim hoặc là phu 2 đồ ok nha. Này bộ ba nắp ghim, thường thường thì giá nó khoảng tầm nếu mà đẹp á khoảng 1 triệu 1 triệu 2. Nhưng mà cái bộ này nó không được đẹp lắm. Nó không bể nhưng mà nó có chày. Đây, anh em thấy không? Đó. Đây. Thì bộ này mình bán chỉ có bằng một nửa của cái kia thôi, 600. Thì cho anh em về sơn lại theo ý thích hoặc là để gì đi cũng được, nếu mà xe mình nó cũng cũ tiền nào có đó anh em. Còn nhưng mà đẹp can luôn, có chiêu 2 chiêu 3 bộ này nó có đầy đủ, có nắp cho Honda đây, có ti thâm nhớt luôn tại mình gon nó vẫn còn nghe nè, gon này vẫn còn. Còn con lửa thì 10 bộ thì hết chín này, tháo ra lấy con lửa ra là nó gắt. Thì do nhu cầu anh em xài nồi với xài số nhiều á thì mình đã tháo ra mình bán nồi với số nhiều nên dư ra mấy cái lốc này mình bán nó hơi chậm và hàng nó cũng đã nhiều, mình đang cần xả để cho anh em nào có nhu cầu lên nha. Đây là dên lốc giữa rim 125 thì anh em lắp được vừa cho phu chờ neo, phu chờ 2, phu chờ neo FI luôn, tại vì cái dên với lốc thì nó giống nhau, nó chỉ khác đầu lòng thôi. Đó. Một bộ như vậy thường thường mình bán nếu mà cờ của 2021 2 là khoảng 3 triệu 2, 3 triệu 3. Bữa nay mình bán giá 2 triệu 8 một bộ cho anh em. Là dên với lốc giữa bơm nhớt luôn, đầy đủ như vậy, dên là bao là chưa chưa gơ lắc nha, tai zin. Tai zin luôn. Hàng mình bao cho anh em lên xe, nếu mà trong vòng tuần đầu anh em chạy ok thì ấy, còn nếu mà không ok tháo ra trả mình hoàn tiền lại cho anh em. Còn chuyện công gáp đó là ngoài ý muốn rồi, anh em phải chịu nha, cái đó mình không có chịu trách nhiệm chuyện khoản đó, mình chỉ chịu trách nhiệm với cái món đồ mà mình bán ra thôi. Thí dụ mà lên xe mà anh em không ưng ý thì tháo ra trả lại mình trong vòng khoảng một tuần đầu, còn anh em mà để xài 5 3 tháng sau mới trả thì lúc đó là thua nha. Tại mình cũng đã gặp trường hợp rồi, gắn lên 2 3 tháng là nói gắn lên không có đi, tới nào đi nó mới phát sinh, mà trong khi đó dên anh em ép mà cạo lửa thì nó lúc đầu đi nó êm lắm nhưng thời gian nó bót lại thì nó phải có kêu rồi. Này là mình nói về cái phần dên với lốc này, bữa nay mình xả 2 triệu 8 nha, còn như mấy bữa khác thời gian sau thì giá nó có thay đổi thì mình thông báo sau. Còn như cái lốc thường thường là từ 900 đến 1 triệu một lốc, lốc giữa bơm nhớt nếu mà không có cây dên. Đây là cái bộ cốt của giò đạp, đây là bộ cốt của cần số, thì găng cỏ ok hết nha anh em, ngay thẳng không bị cong dên. Mình bán một bộ như vậy là 200, chọn bộ như vậy trên màn hình anh em coi rõ ha, đầy đủ chi tiết như vậy là 200 một bộ. Đây là bộ đầu lòng của Dream 125 mà đời 2017 nha anh em. Thì thường thường anh em coi cái đát là anh em coi ở đây nè, đúng ra nó 2018 tại nó tháng 10 2017 là nó trên xe 18. Thì một bộ như vậy thì cái lồng này mình không biết nó như thế nào nhưng mình kiểm tra thì nó đang là code 2, code 2 hay code 3 gì đó. Vì vậy mình sẽ bán giá rẻ cho anh em, thay vì một bộ đầu lồng nó khoảng từ 4 5 triệu, mình bán cái bộ đầu lồng này
bán bộ đầu lồng này cho anh em chỉ tính phần đầu co bình xăng. Bộ đầu lồng này mình bán 2 triệu rưỡi nha, 2 triệu rưỡi là có luôn bình xăng đầu lồng, còn lồng thì nó có 2 có 3 gì đó. Nói chung đồ riêng 150 hay tiền nào của đó các anh em, đồ mà chất lượng cao thì giá nó cao, còn đồ mà giá chung chung thì giá nó cũng rẻ, nó không có mắc, tại vì là dù sao nó vẫn rẻ hơn so với đồ quay 110 nha. Đồ quay 110 là thuộc hàng hiếm rồi nên giá nó cao, còn như đồ riêng 150 này mình có thể sưu tầm được cho anh em từ đời thấp tới đời cao tùy theo túi tiền và cái nhu cầu của anh em sử dụng ha. Nhưng bộ này chứ bình thường với bình xăng mà đẹp thì nó cũng đã hơn 1 triệu rồi, khoảng chưa 3 triệu 4 rồi nếu mà đề cao. Còn này bình này đề 27 18 chung với đầu lòng này luôn tính có 2 triệu mấy thôi. Bây giờ rồi mình cũng có giới thiệu sơ qua thì cũng có một số mặt hàng, thì anh em nào cần món nào thì nhắn tin trực tiếp qua Zalo để mình tiện gửi hình ảnh chi tiết cho anh em, như vậy thì dễ chốt hơn ha. Chứ còn xem qua video thì nó cũng giống như là mình quảng cáo sơ qua cho anh em xem để biết mình có mặt hàng đó thôi. Còn anh em quyết định mua thì cũng phải xem cho rõ chi tiết rồi mới chốt đúng không? Vì vậy anh em thông cảm nha. Thì mình quay thì thời gian clip quay chỉ có 4-5 phút thôi. Thì anh em cần muốn gì thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo trên màn hình ha. Cuối video thì cũng cảm ơn anh em đã dành chút thời gian để xem hết video ha. Hẹn anh em vào clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.